bệnh thoái hóa đốt sống cổ có nguy hiểm hay không xin chào tất cả mọi người tôi là trần sơn hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người về cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ có rất là nhiều các bác, các anh chị, à, em khi đi mua ghế massage thì à, đang rơi vào cái tình trạng bị à, thoái hóa đốt sống cổ và cũng mong muốn là sử dụng ghế massage như là một cái thiết bị à, vật lý trị liệu để hỗ trợ điều trị cái căn bệnh này. À, thì để biết được nó có à, nguy hiểm hay không thì hôm nay chúng ta sẽ cùng à, nghiên cứu và phân tích à, xem nó như thế nào nhé. thì cái bệnh thoái hóa đốt thoái hóa đốt sống cổ là cái căn bệnh mà cái người bước vào cái độ tuổi trung niên thường hay mắc phải và cái nguyên nhân mắc bệnh chính thường là do cái thói quen sinh hoạt hàng ngày như là không vận động, không có cái chế độ ăn uống hợp lý. Vậy thì khi mắc phải cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ này thì nó có nguy hiểm hay không? Thì chúng ta cần phải hiểu về đốt sống cổ nó là gì? À, thì như mọi người đã biết ấy, cái cột sống cổ của chúng ta này được cấu tạo bởi 7 à, cái đốt sống, nó nó uốn thành hình chữ C. cái điểm bắt đầu của cái đốt sống đầu tiên thì nó ở ngay bên dưới cái xương sọ của mình như này, đó, nó ngay dưới xương sọ nhá cột sống cổ thì sẽ bao gồm hai phần. À, cột sống cổ bao gồm à, hai đốt sống cổ đầu tiên đốt số 1 thì gọi là đốt đội còn đốt số 2 gọi là đốt trục thì à, cái cấu tạo của chúng thì à, nó có cái sự khác biệt so với những đốt còn lại và à, chúng có nhiều cái trục xoay còn à, cột sống cổ thấp thì gồm 5 đốt sống còn lại với thân đốt sống ở phía trước và cung đốt sống ở phía sau thì cột sống cổ được cấu tạo bởi 7 đốt sống đầu tiên kép lại với nhau uốn thành hình chữ C thế vậy thì thoái hóa đốt sống cổ là gì thì thoái hóa đốt sống cổ thì nó là một cái, cái quá trình bệnh lý ở các cái đốt sống cổ bắt đầu bằng những cái hiện tượng uh, như là hư khớp ở các cái diện uh, đốt sống đĩa đệm uh, đốt tới các cái bao hoạt dịch dây chẳng uh, nó dần dần về sau thì nó sẽ xuất hiện cái hiện tượng là uh, thoái hóa các cái đốt sống gây đau ở vùng cổ nhất là uh, khi vận động ở cái cái vùng cổ đấy mình khi mình vận động này nó sẽ đấy, sẽ rất là đau thoái hóa cột sống cổ là cái bệnh mạng tính khá là phổ biến. Nó tiến triển chậm và có thể gặp thoái hóa ở bất kỳ đoạn nào. Cái đoạn mà hay bị nhất đó là C5, C6, C7. Nhiều bác là khi mua ghế là cũng có nói với shop là là hay bị cái 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 C5 C6 C7. Thì cái bệnh thoái hóa đốt sống có có nguy hiểm hay không thì cái câu trả lời nó còn phụ thuộc vào cái cái tình trạng bệnh của mỗi người. Nếu mà mắc ở cái giai đoạn đầu thì có thể chữa một cách nó rất là dễ dàng à, bằng cách là thay đổi các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày như là à, chịu khó để tập thể dục này, à, đạp xe rồi chạy bộ này, à, tập các cái bài vật lý trị liệu này và có chế độ ăn uống giúp hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ một cách nó tốt nhất thì thoái hóa đốt sống cổ có nguy hiểm khi nào khi các bạn đang mắc bệnh ở tình trạng nhẹ nhưng mà không tìm cách chữa mà vẫn giữ nguyên cái thói quen sinh hoạt như bình thường thì cái bệnh này nó sẽ dần chuyển sang cái giai đoạn nặng hơn thì lúc này thì cách chữa trị bệnh thoái hóa đốt sống cổ sẽ khó hơn rất là nhiều thì mọi người lại phải sử dụng thuốc này và kết hợp với cái chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý nếu không có cái cách chữa bệnh hợp lý thì nó sẽ có nguy cơ biến chứng nguy cơ nguy hiểm hơn như là không cử động thoải mái được gây ra các bệnh khác như là đau đầu chóng mặt À, thậm chí là bại liệt hai tay. À, ở cái giai đoạn đầu ấy, cái người bệnh thoái hóa đốt sống cổ có một số cái triệu chứng à, đau nhẹ ở cái vùng cổ và vai gáy, à, đau khi quay đầu, à, mình quay này sẽ đau. À, khi à, khi vận động nó sẽ giảm khi nằm mình nghỉ ngơi. ở à, giai đoạn tiếp theo ấy, thì cái tình trạng đau mỏi càng trở lên thường xuyên với cái mức độ nặng hơn. À, cái cơn đau có thể lan tỏa từ gáy đến bả vai um, hoặc uh, cả hai bên cánh tay uh, gây tê liệt và uh, mất cái cảm giác của cái cánh tay đi uh, nó đau nó sẽ gây mất cái cảm giác đi khi bị thoái hóa đốt sống cổ thường xuyên ấy uh, nó sẽ xuất hiện cái cơn đau uh, đột ngột hoặc là thường xuyên uh, nặng hơn khi trái gió trở rời hoặc là khi thay đổi thời tiết thì các cái phản xạ như là ho hắt hơi gây ra uh, những cái cơn đau rất là dữ dội Đấy, chỉ có người bệnh thì uh, mới mới hiểu được là đôi khi nó uh, có những cơn đau buốt uh, uh, nó như nó như kiểu là có một cái luồng điện chạy từ cổ uh, lan xuống xương sống cánh tay cánh tay và hai chân nặng hơn khi uh, mình uh, cúi người về phía trước và cái rối loạn hệ thần kinh thực vật, à, thoái hóa cuộc sống cổ gây ra các tình trạng như là đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tăng tiết mồ hôi, vân vân, rất rất là nhiều các các cái triệu chứng khác nhau. À, thì cái thoái hóa đốt sống cổ ấy, thì nó gây chèn ép các cái rễ thần kinh. À, cái tình trạng này nó là cái tình trạng à, các cái sụn khớp các cái đĩa đệm cũng như uh, là các cái đốt sống cổ nó bị tổn thương, hình thành các cái gai xương và chèn ép lên các cái dây thần kinh xung quanh cột sống cổ. Thì thoái hóa đốt sống cổ có thể gây ra các cái triệu chứng như là ngứa, uh, tê mỏi cánh tay, mất cảm giác và khả năng vận động của cánh tay. Uh, nếu nặng thậm chí có thể gây teo cơ, liệt cơ và mất cái chức năng của bàng quang. Ruột gây tình trạng à, tiểu tiện, đại tiện không tự chủ, à, nó rất là nguy hiểm. Thoái hóa đốt sống cổ còn à, gây ra à, đau đầu, đau cổ, vai gáy. Các cái cơn đau thì nó là cái dấu hiệu à, chứng minh rằng à, à, bạn đang mắc phải thoái hóa đốt sống cổ. À, khi các cái dấu hiệu của bệnh thoái hóa đốt sống cổ, bạn nên tìm cách chữa ngay lập tức. À, các cái phương pháp điều trị thoái hóa hóa đốt sống cổ như là à, các bạn hãy thay đổi cái chế độ à, ăn uống nó mình làm sao để nó tốt cho xương à, thường xuyên kết hợp vào bữa ăn của mình và các cái thức ăn như là à, thịt bò lá lốt là cá cây à, cải chip à, súp lơ xanh à, các loại trái cây như là cam à, chanh quýt và các loại rau Uh, cây uh, atiso vân vân mình sẽ tập các cái, cái bài tập uh, vật lý trị liệu người bệnh có thể uh, đến các cái bệnh viện hoặc là những cái trung tâm phục hồi chức năng ấy, hoặc là các sở y tế để mình tập các cái bài tập vật lý trị liệu rồi sau đó uh, mình sẽ tập một cách thường xuyên các cái bật, bài tập uh, trị liệu nó sẽ giúp hỗ trợ điều trị các cái thoái hóa cuộc sống cổ rất là hiệu quả À, sử dụng uh, ghế massage để điều trị bệnh à, nguyên nhân là vì ấy, bây giờ thuốc tây ấy, nó không còn an toàn cho người bệnh nữa à, thuốc nó chỉ có tác dụng à, giảm đau và gây ra các cái tác dụng phụ ảnh hưởng à, xấu đến cơ thể người bệnh và à, mà là cái hiệu quả chữa bệnh lại không cao à, Chính vì vậy mà cái việc sử dụng ghế massage ấy, thì đang được ưa chuộng vì nó an toàn cho sức khỏe mà lại hiệu quả cũng lâu dài. Đấy, hy vọng rằng với những gợi ý trên đây sẽ giúp các bác các anh chị sẽ thoát khỏi cái căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ một cách nhanh chóng và an toàn. Chúc mọi người sẽ luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu các bác, các anh chị mà gặp phải tình trạng bệnh như trên mà muốn À, sở hữu ngay cho mình một cái chiếc ghế massage vật lý trị liệu của nội địa Nhật thì hãy liên hệ với cái hotline là 0964 480 666 để được tư vấn và lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp nhất Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh ghế Nhật Trần Sơn à, Xin chào và hẹn gặp lại